Hello anh em, hôm qua thì trong clip tổng hợp thì mình đã quay sơ sơ cho anh em về M4 Everest mẫu mới All New 2023 này rồi, đúng không anh em? Đã quá anh em ơi. Ngày hôm qua đậu gần chiếc Ford nào mà tay nó bự. Nó to y chang như chiếc Land Cruiser á anh em. Đó, và đây là phiên bản gần cao nha anh em. Nó sẽ có một cái bản cao hơn bản này nữa là bản Titanium Plus 4x4. Rồi trên bản Titanium Plus thì bây giờ nó lại ra thêm cái bản Everest Wildtrak nữa. Và giá rất là mắc ha. Anh em nào tìm hiểu về dòng Everest mẫu mới này, cực kỳ mắc. Cái thời điểm mà nó ra mắc á, bia kèm lạc nữa thì lăn bánh 1 tỷ 6 hay sao á nha. Và bây giờ nha, mình nói chuyện bây giờ đây. Chiếc xe mình đang có ở đây là phiên bản Titanium một cầu ha, nhưng là model 2023. Và 2023 nó khác cái gì? Anh em đến coi xe về phía bên ngoài này. Nó có những cái tính năng an toàn rất là quan trọng nha, mà mẫu 2022 không có. Đó chính là camera 360 độ này. Rồi, và ở đây mình sẽ thấy nó có radar ha. Đó, cái này là giúp là để hỗ trợ các tính năng, ví dụ như phanh tiền va chạm nè, hoặc là hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, vân vân. Adaptive Cruise Control, cảm biến ở đây. Và nó sẽ có phần camera ở phía trên này nha. Anh em nào mà mua cái xe mà đầu 2022 á, giữa 2022 nó mới ra xe này thì sẽ rất là tiếc ha. Xe mình là sản xuất 2022, đăng ký lần đầu tháng 3 2023 nha anh em. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, và chiếc xe này bên mình mới lấy về, chưa dọn dẹp, chưa vệ sinh, chưa spa gì hết. Xe lăn bánh chuẩn 12.000 km, sơn zin chầm chầm, xe như mới, chả biết nói gì với anh em ha. Và quan trọng nè, cái mẫu mới anh em để ý nha, cái mẫu mới 2023 nó sẽ có radar. Thì anh em sẽ nhìn cái cụm phím ở đây này, nó có nè, ví dụ như là cái chữ lim ở đây để anh em sử dụng cho cái tính năng mà Adaptive Cruise Control, tức là tính năng nối đuôi á, xe trước chạy nhanh thì mình chạy nhanh, xe trước chạy chậm mình chạy chậm. Rồi đây nè, rồi bám đuôi nè, Cruise Control nè, rồi giữ lên nè, nhiều cái tính năng ha. Rồi xe này thì cũng có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cách ngang, nhiều thứ lắm nha. Đó, mình sẽ lên xe và mình sẽ bật cho anh em. Và xe này thôi, nó lướt quá, nó mới quá, thì mình nói với nhau bằng cái câu chuyện công nghệ đi anh em. Thấy chưa, một cái màn hình rất đẹp, rất xịn và rất nhiều công nghệ. Phía giữa này là một cái phần màn hình trung tâm, cũng quá trời là công nghệ luôn, 12 inch nha anh em. Đây nè, mới nãy thì mình sẽ bật cho anh em lên về cái phần sitting của cái xe, sẽ thấy những cái tính năng an toàn nó hiện lên nha. Đây, hàng loạt những cái tính năng an toàn đâu rồi, vehicle. Đây nè, đã quá trời những cái tính năng an toàn anh em có thể cài đặt cho nó ha. Ví dụ như là Adaptive Cruise Control, hoặc là đâu rồi, mấy cái tính ai Driver Assistant đây, hỗ trợ người lái đây nè, Adaptive Cruise Control nè, giữ lan nè, rồi cảnh báo phương tiện cắt ngang nè, tùm lum, rất nhiều công nghệ, rất nhiều công nghệ. Nhìn cái màn hình của nó không là thấy khoái rồi anh em ơi, quá nhiều đồ chơi. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đó, nhiều đồ chơi quá. Bản này là cái bản sẽ là hot nhất anh em, dễ bán nhất ha. Chứ còn nhảy lên cái bản hai cầu thì nhiều lúc mình cũng không có xài tới ha. Mà giá nó Titanium Plus thì rất là mắc. Đó, xe có đồ lê chơi lê khô. Đây, nó bự, nó to, mà nó hoành tráng. Đó, xe này sơn zin chăm chăm nha anh em. Mình đừng có bàn tới chuyện keo chỉ gì nữa đây nha anh em. Tại vì xe này có những đoạn nó không có chạy chỉ. Đây, giáp mí nha. Ford là nó vậy nha anh em. Đoạn này giáp mí, đoạn này chạy chỉ, đoạn này giáp mí nha. Vỏ lớp thì mình cũng đừng bàn nữa nha anh em. Nó mới tinh à, không có gì để bàn đâu ha. Nó mới tinh như một chiếc xe mới 2023. Anh em nhìn cái tăng bua thắng này coi, không khác gì xe mới chạy từ hãng về. Mình chỉ nói gắn gọn cho anh em nó là vậy thôi à. Anh em nhìn cái lồng vè coi nè, nhìn coi nè. Đó, 1 tỷ 215 triệu nha anh em. Coi anh em nhìn xuống gầm bệ nó coi. Nhìn nè. Đó, thấy không? Bự sự và rất là mới ha. Đó, còn tiết kiệm so với xe mới cũng khá là nhiều đó. Còn anh em nào đã dư dả tiền bạc thì cứ đi mua xe mới, chia sẻ rõ ràng ha. Đấy, còn đây là một cái giải pháp rất là an toàn, rất là tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm tiền chứ. Đó anh em, trời ơi mấy con ốc nó bự. Nếu mà đã ngồi lên con xe này chạy rồi thì sẽ thấy cuộc đời nó sung sướng lắm anh em ơi ha. Nó đúng là cái tận hưởng đó anh em, thấy không? Tận hưởng. Nhưng mà điều nó mắc quá.
Chứ còn lái thì nó sướng vô cùng, sướng lắm. Xe thì như mới thôi, chả có gì để bàn. Tất cả chi tiết như mới, từ hãng chạy về, xe 2023 mà đi có 12.000 cây, nói làm gì nữa. Tự nhiên đi bàn chuyện sơn dinh rồi kéo chỉ. Xe sơn dinh 100%. Ha. Nhìn cái vỏ nó coi này. Trời ơi mẹ ơi. Đó, anh em nhìn coi, mình không có bàn tới chuyện keo chỉ hoặc là đánh giá như nào nữa nha anh em. Xe không có chạy chuồng, không có gì trơn hết nha. Đó, mình mới lấy về, chưa vệ sinh, chưa spa gì hết. Quay cho anh em coi, giá là 1.215.000.000. Anh em nào đang mua xe mới hoặc là ráng tới đó thôi, hoặc là đang tính mua cái bản Sport thì lấy cái bản này, nó nhiều công nghệ hơn, chạy nó thích hơn. Đó. Còn anh em cứ đi so sánh với bản tiêu chuẩn, bản Ambient, rồi bảo xe này tầm tiền 1.2 này thôi mua Ambient đi hoặc là mua Sport đi, thì cái đó mình không nói, tại vì mình cũng không có giành giật với xe mới, đúng không? Đó. Nó mới tinh à. Đó, cụm đèn full led chữ C rất đẹp. Đó, không có gì để bàn. Thấy không? Nó mới. Rất là mới luôn. Đây, mở cái máy lên cho anh em. Động cơ 2.0 nha. Đây. Xe thì mới tinh. Không có gì để bàn hết. Đó, động cơ 2.0 turbo. Hộp số xe này đời này thì là hộp số 6 cấp. Đó, rất là tiết kiệm nhiên liệu mà chạy sướng. Chỉ có điều là mắc vậy thôi. Quá hợp lý anh em ơi. Nha. Rồi. Xe này thì chỉ có quay vậy thôi anh em ơi. Chả biết nói gì nữa. Ha. Thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0931226669 nha. Xe thì đang đậu ở cửa hàng của mình, 603 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.